Chào các bạn đã đến với kênh của Lê Phúc. Thì hôm nay xin mời mọi người cùng vào bếp làm với mình một món, đó chính là món rau câu mít dẻo. Để làm cái món này thì vô cùng đơn giản các bạn, vừa ngon mà lại vừa đẹp mắt nữa. Rau câu thì có rất là nhiều cách làm, cũng tùy theo sở thích của mỗi người mà mình chế biến ra nha. Nếu các bạn chưa làm thử cái món rau câu mít này thì hãy cùng vào bếp làm với mình. Và khi các bạn xem video thấy hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha, để mình có nhiều động lực hơn nữa ra nhiều video hay hơn. Và để làm cái món rau câu này thì ở đây mình có sử dụng là một gói bột rau câu con cá dẻo này các bạn. Gói này là 12 gram và 300 gram mít thái, 50 gram sữa đặc và 200 gram đường cát. Nước thì mình sẽ sử dụng ở đây là 1 lít nước lọc. Thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với mình cái món rau câu mít này nha. Đầu tiên để làm thì mình sẽ chuẩn bị đi ngâm cái phần rau câu nha các bạn. Mình cho hết một gói bột rau câu con cá dẻo ra ngoài một cái chén. Sau đó thì các bạn cho vào trong chén là 2 muỗng canh đường. Rồi mình trộn đều lại. Mình làm như thế này để một lúc nữa khi mà mình cho rau câu vào trong nước đó các bạn, nó sẽ không có bị vón cục nha. Rau câu khi mà mình đã trộn đều với đường rồi thì các bạn cho một lít nước lọc vào trong chảo. Rồi mình cho cái phần rau câu lúc nãy mình đã trộn với đường từ từ vào nha. Mình khuấy tan ra rồi các bạn để cho cái phần rau câu này nghỉ tầm khoảng 30 phút. Sau đó thì mình sẽ quay trở lại làm, để cho cái phần rau câu của mình nó được nở đó các bạn. Trong thời gian mà mình chờ đợi cái phần rau câu nở đó các bạn, thì mình sẽ đi loại bỏ cái phần hạt mít này ra và cắt hạt lựu nha. Mít sau khi mà mình đã loại bỏ hạt rồi thì mình cắt nhỏ ra như hạt lựu. Mít thì các bạn cắt nhỏ ra như thế này là được nha, không nên cắt to quá. Mít sau khi mà mình đã cắt xong rồi, mình cho qua bên đĩa. Rau câu thì mình cũng đã ngâm đủ 30 phút và cái phần rau câu của mình nó cũng đã nở như vậy rồi này các bạn. Thì mình bật bếp lên nấu nha. Mình nấu cho cái phần rau câu này sôi lên. Nồi rau câu mình nấu thì cũng đã sôi rồi các bạn, thì mình cho hết cái số đường lúc nãy mình đã chuẩn bị vào nha. Tùy theo là các bạn thích ăn ngọt hay là không mà mình có thể gia giảm cái lượng đường. Khi phần rau câu này đã sôi rồi thì mình sẽ nấu thêm tầm khoảng là 5 phút nữa. Khi nấu thì các bạn nhớ là nên để lửa riu riu thôi, không nên để lửa quá to. Nồi rau câu thì cũng đã sôi được 5 phút, bây giờ mình tắt bếp. Và các bạn chuẩn bị một cái tô nha, mình muốn một ít ra ngoài để mà mình pha cái phần sữa. Với cái phần màu sữa này mình sẽ không pha quá nhiều nha các bạn, mình chỉ để làm đế cho cái phần rau câu thôi. Mình múc gần nửa tô như thế này, rồi các bạn từ từ mình cho hết 50g sữa đặc vào. Còn các bạn không muốn ăn sữa đặc thì mình có thể thay thế bằng nước cốt dừa nha. Mình hòa tan hết ra. Và mình cũng chuẩn bị một cái khuôn nè. Khuôn ở đây là mình sử dụng khuôn 22cm nha. Còn các bạn có khuôn gì thì mình có thể đổ khuôn đó. Rồi mình cho từ từ cái phần rau câu lúc nãy mình đã pha vào. Mình để qua một bên để cho cái phần rau câu này nó ráo mặt nha các bạn. Phần rau câu sữa thì mình cũng đã pha xong rồi. Tiếp tục mình làm tới cái phần rau câu trong này nha. Thì bây giờ mình sẽ cho hết 300g mít thái lúc nãy mình đã cắt hạt lựu vào. Sau đó thì mình trộn đều lại. Các bạn không sử dụng mít thái thì mình có thể sử dụng những cái loại hoa quả khác. Nhưng mà mình thấy mít thì nó sẽ rất là thơm. Để cho cái phần rau câu sữa kia nó hơi ráo mặn một chút xíu thì mình sẽ cho cái phần lớp rau câu và mít này lên nha. Phần rau câu sữa của mình thì nó cũng đã đông lại nè các bạn, mình chạm vào mà nó không còn dính tay nữa là được. Thì từ từ mình cho cái phần rau câu và mít vào nha. Các bạn đổ từ từ thôi vì cái phần rau câu sữa của mình nó vẫn còn hơi mềm đó. Mình đổ theo cách này thì cái phần rau câu của mình vừa ngon vừa đẹp mắt nữa các bạn. Mà hoàn toàn bằng trái cây luôn nha. Vì cái phần rau câu dẻo này nó đặt lại rất là mau, nên các bạn cũng phải làm nhanh tay một chút xíu. Cái mặt mít của mình thưa quá thì các bạn dùng cây vá nè. Mình đảo lại để cho cái phần mít ở trên mặt á, nó được đều và nhìn đẹp hơn. Như vậy là mình đã đổ xong vào trong khuôn rồi nè các bạn. Màu sắc rất là bắt mắt luôn nha. Thì các bạn không thích rau câu dẻo, mình có thể thay thế bằng rau câu giòn cũng được. Mình để đây cho cái phần rau câu này nó nguội hơn một chút xíu thì mình sẽ quay trở lại nha.
Cho con mít thì mình cũng đã để lại cho nó đông như thế này rồi các bạn. Và để lấy ra khỏi khuôn, mình sử dụng một cái muỗng nè. Sau đó thì các bạn lằn vào trong cái khuôn như vậy để cái phần không khí nó được lọt vào bên trong á, thì mình lấy ra sẽ dễ hơn nha. Rồi bây giờ mình đổ cái phần rau câu này ra. Và đây là cái phần rau câu của mình này các bạn, màu sắc rất là đẹp nha, màu trắng của sữa và màu vàng của mít. Lấy ra xong rồi thì bây giờ mình sẽ đem đi cắt nhỏ ra nha các bạn. Mình chuẩn bị cắt cái phần rau câu này ra. Rau câu mình đổ có 1 lít nước đó, nên là cái phần rau câu này nó sẽ rất là cứng. Các bạn không sợ là cái phần rau câu của mình quá mềm. Mình đổ cái này thì phải để cho cái phần rau câu nó cứng một chút xíu thì mới ngon nha các bạn. Đây là cái phần rau câu ở bên trong nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn đó. Cắt thành những miếng dài xong rồi mình sẽ cắt nhỏ lại nữa nha. Bây giờ thì mình cắt nhỏ lại thành những cái miếng vuông vức nha. Cho con mít dẻo thì mình cũng đã cắt ra thành những miếng nhỏ như thế này rồi. Thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với mình nha. Màu sắc thì rất là bắt mắt và mình có đổ cái phần sữa này các bạn. Đây là cái phần rau câu của mình nhìn rất là nổi bật. Rau câu khi mà mình ăn vào thì rau câu rất là dẻo các bạn, vì mình cho khá là ít nước. Còn các bạn thích ăn mềm hơn thì mình có thể pha ra là 1,5 lít nha. Và cái lớp rau câu ở bên dưới mình có cho sữa nên là ăn béo béo, mít thì lại thơm nữa. Độ ngọt mình làm cũng vừa phải và cách làm này khá là đơn giản và phần rau câu của mình lại có màu sắc bắt mắt và đẹp. Các bạn yêu thích thì hãy cùng vào bếp làm với mình nha. Mình cũng kết thúc video ở đây. Xin chào các bạn. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.